mày đi. Ở đây được đó. Ăn cái này này. Đó. Đó. Nó vừa thôi chứ nó vừa lấy cái đế sao nó có để chứ. Sao nó gánh đó ra nó có để chứ. Ừ. Dài chiếu này hơi ngõ thì bảy mất. Điều này đây đó. Đó. Đây đây. Kìa, đây bên kia nè, chơi bắt đây. Đây. Chơi mua chỗ kia cái gắp đó. Mua đó. Đây. 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 Đỡ cái gì ra nữa được. Đỡ đây lắm. Cái đó lay một chiếu nữa kìa. Cô lay xíu nữa. Cô lay xíu nữa. Cô lay. Cô lay. Sau này trong sau ba cô sống sau này gánh đó vô. Đó xíu nữa ha. Đi vô miếng nữa. Kê thêm miếng ngói một. Miếng ngói. Dạ. Đó, đó, phòng được đó. Không được đó. Qua thử cho rồi sao thấy không? Sao lại nó ăn xuống hết có mặt cá không có chứ này. Đây đây cho ra bài sao thế này, cho bé ở đây. Ừ lại cho ra đây. Bên nén cắm. Cái bên nước ham thì tùy ưng này chuyện nó xa giải sao lần đó diện nó đẹp á. Đây thì sao nó lần chuyện sao? Nếu lần đó hết gánh hết cái gánh đó. Ừ, em lưu đây xíu này. Đưa con kia xíu đi. Ít phần. Rồi rồi. Quá rồi, quá. Bò đó thằng càng anh. Bò đó để giữ vậy luôn á. Bò đó để đó được á. Điện đá qua thời kia. Đúng rồi, rồi đó. Rồi, okay, gom đó lên chậu ở đây mày. Hợp lấy à, hợp lấy à. Được rồi. Thôi uống ly. Hợp lấy uống ly chứ. Chứ hai ngày nữa. Cứ đọc cô lên. Bài lúc lấy tôi 50. Tôi 50 xong rồi đó. Tới đây. Cũng có để này, cũng có để. Bây giờ mà xả bác dùng đó chậu thì có này hai này. Đúng rồi, giật cấp. Đẹp lắm chứ. Nhét đó vô đang cái cào này. Cái thứ này nó dính. Đây. Đây đây đây. Thằng tề vô rồi. Lầm đúng. Chưa có phần. 50 bạn. Để cắt phần vô rồi. Thêm thư. Thêm thư vô cây này rồi. Ồ luôn nha. Không hẳn. Chốt. Có em thêm thư vô rồi. Có con thêm thư vô đây rồi. Cắt phần. Ê. Hai đứa mì ra bác ta luôn. Anh em bắt tay kìa. Đây bắt tay kìa. Qua đường qua video. Ok anh. Chốc luôn vô dành kìa em ơi. Nuôi sống cho em nha. Ok bố sống. Thì sống này rồi. Rồi lấy. Bố sống. Rồi bác. Vậy là sao nè. Bây giờ là rỉ nó ăn xuống rồi gánh đá. Nó mà được chứ đừng có. Như à. Như ái lên nuôi. Xong xong thì phải bắt cầu kiều. Nó ghiền chứ mình không bao giờ mà anh để cái lụa nào cái đế ghê chứ. Quan. Anh để cô quá là sao kia tao có là mà để rễ mình hối là không đạt sinh. Để bác buộc anh lấy cái nó nhau. Nó cô hơi cái mẹ thành này. Nó to nó nằm bằng lửa. Lấy cái mầm nó căng cái này. Sau này mình gánh đó nó xuống rễ để nhỏ rồi đi. Các cái xăng nó đục cho nó đẹp luôn. Chứ để cái dọc đưa bò kia lấy đế này em kia cái lấy đế bò đâu. Đúng đúng. Sao gánh đó lấy đế đi ra ngoài cái mạt đây. Cứ để cho nó sống cái nè, rồi tính tiếp. Gánh hết vô. Để ló ra đài á. Ở ngoài thì nó có chọc người dài, có dài đi xuống. Ở ngoài kia cái đó nó chai. Đây đâu cần ló đế mi à. Để cái cây đó cũng bỏ cái bự á. Cái cá to quá. Đục lại nó chín. Em làm được cái này bị cái thân chủ. Cái rừng có thân chủ. Cái này to nhất luôn này. Thì em hướng khác là em phô ra một cái này, cục cục phải không? Qua đây một cục, em kêu lùn hai cục, giữa có gì dùng chả. Thì cũng qua anh em ngồi cắt thì bên cái đường nữa chứ còn không biết cái đường mua nữa. Thì anh đi có đường đây còn không thì được. Các cái hờ vật cái đi chả lộc nó phèo lên. Chứ mình đục mình nó vách cho nó vách đục đẹp thì đâu có sợ. Cái đó để cái chuyện nó ngon. Thì cái này cái tăng nó nhỏ nhưng mà nhỏ to xí là có được chuyện đẹp á. Không mà có hơi chi chỗ con nhỏ chừng nó thì con như đế nó to là chi chỗ nhỏ là không. Sợ bấy gì đâu mình đục cho đẹp. Thấy gì đâu. Sao mà nó rứa là mắc cay rồi hả? Nói thôi với thằng chủ để đục đây, bắt ta đi đục. Thằng chủ nó gì đó. Nó giờ nó bị nhỏ quá. Thằng chủ đó nghe, thằng chủ đó giờ nuôi nó căng thì nó co to rồi, to quá. Nếu mà muốn, nếu mà lồn cái đó thì sao nhanh ra cay? Cái đó thì nhanh ra cay. Cái thì nhanh ra cay. Cho nuôi cái bò. Căng đấu thì nó căng lố. À mỗi người mỗi gu. Ấy mình nói ý mình đấy chứ. Mình là gom lại thì nó sẽ thấp rồi. Ủa cây vú này nó có ghê á ta? Ừ. Cây vú này nó có ghê phải không?
Rồi thôi đó thì